Sau 2 năm không tổ chức khai giảng đầu năm học mới để phòng chống dịch bệnh COVID-19, năm học 2022-2023 này, trong trạng thái bình thường mới, cô và trò trường tiểu học Hoàng Chi Khương, quận Cẩm Lệ được đón ngày tựu trường của học sinh lớp 1 với nhiều hoạt động bổ ích giúp học sinh tự tin bước vào năm học mới. Năm học 2022-2023, trường tiểu học Hoàng Chi Khương chào đón 215 học sinh khối lớp 1. Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào ngôi trường tiểu học, nên các em không kém phần bỡ ngỡ, rụt rè và lo lắng. Nhưng ngay từ rất sớm, các em đã được các cô giáo ra đón tặng cổng trường, động viên và hướng dẫn nhận lớp. Chính nhờ sự trìu mến, chăm sóc, tận tình và chu đáo này đã giúp các em tự tin cùng cô và các bạn đón ngày tựu trường trong niềm phấn khởi. Con cũng rất vui khi được gặp các thầy cô giáo và các bạn. Con hứa sẽ là con ngoan trò giỏi, chăm chỉ học tập, rèn luyện để không phụ lòng mong đợi của ông bà, cha mẹ và của các thầy cô giáo. Cô thầy giáo cô trong trường rất là vui mừng, phấn khởi và cảm thấy các em rất là phấn khởi khi được đến trường ngày đầu tiên gặp thầy cô làm quen trước. Trong ngày tựu trường, bên cạnh được làm quen với ngôi trường mới, thầy cô giáo mới, học sinh được giáo viên hướng dẫn các kỹ năng sinh hoạt tại trường, như làm quen phòng học mới, không gian đọc sách ngoài trời, khu vui chơi, thực hiện lấy nước uống, sử dụng nhà vệ sinh, cùng nhiều kỹ năng khác. Việc này sẽ giúp các em tự lập trong môi trường học tập mới. Ngày đầu tiên mà dẫn con đi tiểu trường thì cảm giác của phụ huynh thì cũng lo lắng, hồi hộp, không biết khi con vào môi trường mới thì sẽ như thế nào. Nhưng mà khi đưa con vào trường, được các cô chỉ dẫn tận tình, sau đó thì còn được cô được hướng dẫn các kỹ năng, các hoạt động sẽ diễn ra trong môi trường mới, thì tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nằm trong hoạt động đầu năm học, nhà trường tổ chức hội thảo phụ huynh đồng hành cùng con vào lớp 1. Hội thảo đã giúp phụ huynh dựng kiến thức bổ ích, qua đó chuẩn bị tốt hành trang, đồng hành cùng các con bước vào năm học đầu cấp tiểu học đầy bỡ ngỡ. Phụ huynh chúng tôi sẽ bên cạnh đó là cũng được cô hiệu trưởng thông báo về cái giáo dục phổ thông của năm học và cái hoạt động sắp tới trong năm học 2022-2023, thì phụ huynh cũng đã phần nào bớt được cái sự lo lắng và cũng giải đáp được những cái băn khoăn. Với những hoạt động ý nghĩa này, ngay từ trường không chỉ là sự đánh dấu một bước khởi đầu mới cho học sinh lớp 1 mà còn là sự trải nghiệm thú vị giúp học sinh tự tin bước vào năm học mới.